chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 82, luyện tập trung, trang 101 và bài tập môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em sẵn sàng thì nhớ là chúng ta cần phải có giấy nháp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài hôm nay thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta này. Bài số 1 thì yêu cầu chúng ta viết thành số thập phân. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn ở đây, người ta muốn luyện tập lại, tức là muốn nhắc lại cho các em kỹ năng viết một hỗn số trở thành một số thập phân. Vậy thì ở đây có hai cái cách để các em làm. Chúng ta sẽ tiến hành làm câu đầu tiên này nhé. Này, 1 này, 1/2. Đó, vậy thì để chuyển cái hỗn số 1/2 này thành cái số thập phân thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất thì thường các bạn hay làm, nhưng mà cái cách này thầy thấy là không hiệu quả. Bởi vì sao? Nó rất là nhiều cái công đoạn. Cách một, các bạn thường sẽ đổi cái hỗn số này trở thành phân số, đúng không? Sau khi đổi phân số xong thì các bạn mới lại chuyển thành số thập phân được, đúng không? Đấy, thầy sẽ hướng dẫn lại cách số 1 này nhé. Cách 1 thường thường các bạn làm này, bạn sẽ đổi 1/2 thành hỗn số, tức là sẽ bằng 2 nhân 1/2, 2 cộng 1 sẽ bằng 3/2, đúng không? Đó, thường thường các bạn sẽ làm là như thế này. Bạn sẽ đổi thành phân số là 3/2. Sau đó các bạn sẽ biến đổi cái 3/2 đây này. 3/2 này thành phân số thập phân, đúng không? Phân số thập phân là cái phân số mà có mẫu là 10 hoặc 100 hoặc là 1000, vân vân gì đó. Cho vậy thì các bạn sẽ biến đổi cái này nó sẽ bằng mấy nhỉ? 2 này, thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho 5 thì được phân số là 3 x 5 bằng 15, phần 2 x 5 sẽ bằng 10. Như vậy thì 15/10 thì chúng ta sẽ đổi được thành số thập phân là 1,5, đúng không? Thì đây là cái cách thứ nhất. Cách thứ nhất ta làm nó sẽ ra là như thế này, đúng không? Và chúng ta đổi này thành phân số, sau đó chúng ta mới chuyển đổi. Tuy nhiên thì theo như dạy ở trên cấp 2 nữa thì thầy cũng đã thấy cái cách mà chúng ta chuyển đổi như này thì nó sẽ rất là nhiều công đoạn. Đó, vậy là vậy chúng ta sẽ làm cách thứ hai này. Đó, cách hai mà các em nên áp dụng cái cách này nhé. Anh ta thấy này, cách hai đây này, nó sẽ là 1/2, thầy sẽ dịch ra đây nhé. Thì chúng ta sẽ biết đây là một hỗn số, có nghĩa là nó sẽ bằng 1 cộng với 1/2. Vậy thì các em chỉ cần đổi cái 1/2 này ra, đổi cái phân số 1/2 này ra, ra số thập phân thôi, đúng không? Đấy, sau đó chúng ta cộng với cái phần 1, đây là phần nguyên này. Đấy, thì 1/2 các em đổi ra phân số thập phân, là phân số có dạng mẫu là 10 hoặc 100 hoặc 1000 hoặc 10000 vân vân. Chúng ta sẽ bằng 1 cộng với 2, đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 1/2 này cho 5, đúng không? Sẽ bằng 5/10, được chưa? Đấy, 1 cộng với 5/10 thì sẽ bằng 1 cộng với 5/10 thì bằng mấy? 5/10 ra phân số, ra số thập phân thì sẽ bằng 0,5, và 1 cộng với 0,5 sẽ bằng 1,5. Đó. Vậy thì đây là cái cách thứ hai mà chúng ta làm. Và như thầy thấy đây là một trong những cái cách mà đơn giản nhất, và chúng ta sẽ làm cách này sau khi chúng ta học xong lớp 5, ta sẽ lên cấp trung học cơ sở. Đó, chúng ta sẽ làm theo kiểu này thì nó sẽ rất là phù hợp với cái toán học của lớp 6 nha. Rồi, vậy thì chúng ta làm ở đây, 1/2 sẽ bằng 1 cộng với 1/2. 1 cộng 1/2 sẽ bằng 1 cộng với 5/10, thấy chưa? Đó, và bằng 1,5, thấy chưa? Đấy, vậy thì đây là
câu thứ nhất nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là ở đây chúng ta thấy 3/5. 3/5 để chúng ta biến đổi cái mẫu này là 10, chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 3/5 này cho 2 thôi. Chứ ở đây sẽ bằng 2 cộng 3/5. Được chưa? Và nó sẽ bằng là 2 cộng với nhân cả tử và mẫu cho 2 thì đây sẽ là 6/10. Được chưa? 2 cộng với 6/10, 6/10 thì bằng mấy nhỉ? 6/10 thì bằng 0.6. 0.6 thì 2 cộng với 0.6 thì sẽ bằng 2.6, được chưa? Còn ở đây sẽ bằng 2.6. Rồi. Tiếp theo. Phân số 3/4 sẽ bằng 3 cộng 1/4. Rồi, vậy thì 1/4 nè. Chúng thấy 4 này để mà thành 10 thì có được không? Không nhân được cái số nào để 4 này thành 10 được. Do vậy chúng ta lại phải nhân với cả tử và mẫu với 2, 25. Được chưa? 1/4 nè. 1/4 thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 25 sẽ bằng 1 x 25 trên 4 x 25. Mục đích để làm gì? Để chúng ta biến đổi cái mẫu này trở thành gì? Trở thành phân số thập phân. Nó sẽ có mẫu là 100. 25/100 thì bằng mấy chữ số? Bằng 2.5, đúng không? Đây bằng 2.5, phải không? Rồi, không phải đâu, bằng 0.225 nha. 25/100 thì bằng 0.25 đấy nha, chứ không phải cái này đâu, thầy thuốc á. Rồi, vậy bây giờ tôi thấy nè, 3 cộng với 0.25, 1/4 cái biến đổi nó bằng 0.25 nha. Và chúng ta cộng với 3 ở đây thôi, được chưa? Thì sẽ bằng 3.225, được chưa? Rồi, đây sẽ bằng 3 cộng 25 trên 1/100 và sẽ bằng 3.225, được chưa? Và bài tiếp theo 4/7/25 thì chúng ta cũng sẽ tách nó ra, sẽ bằng 4 nè cộng nè 7/25. Thì chúng ta sẽ biến đổi 7/25 là phân số thập phân. Đó, thì nó sẽ bằng 4 cộng với 25 thì chúng ta chỉ biến đổi ra 100 này thôi. Vậy thì nhân cả tử và mẫu của thằng này cho 4. 7 x 4 sẽ bằng 2, 28. 25 x 4 sẽ bằng 1, 100. Rồi bây giờ thì cái phân số này 28/1/100 thì sẽ bằng 0.28. 0.28 chúng ta cộng với 4 này. Đó, 4 này chúng ta cộng với 0.228 thì sẽ bằng 4.228. Được chưa? Đây đây là kết quả 4.228. Rồi, xong bài số 1 nhá. Đấy, chúng ta chú ý cái bài số 1 chúng ta có hai cái cách để làm. Đó, vậy thì các em muốn làm cái cách nào cũng được. Tùy theo các em, có thể các em sẽ gom nó về dạng phân số, sau đó ta đổi nó ra phân số thập phân rồi đổi ra số thập phân. Hoặc cách thứ hai thầy đã làm rồi. Và các em đừng có nói là thầy làm sai hay cái gì nha. Chúng ta nhớ đây là bài này có hai cái cách để chúng ta làm. Các em chọn cách nào thì chọn, nhưng mà theo như thầy thì chúng ta nên chọn cách thứ hai, tức là cách thầy đã làm. Rồi chúng ta đến với bài số 2, tìm x. Bây giờ chúng ta có này, x nhân với 1.2 trừ đi 3.45 bằng 4.68. Chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ không lấy 1.2 mà trừ 3.45. Chúng ta sẽ chuyển cái 3.45 này sang đây. Được chưa? Chúng ta sẽ giữ nguyên này, x nhân 1.2 bằng 4.68 ở bên vế bên này chúng ta để nguyên này. Ta trừ 3.45 ta chuyển sang đây sẽ là cộng với, trừ sang đây sẽ là cộng, đúng không? Cộng với 3.45. Đó, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ tính toán
4,68 này cộng với 3,45. Chờ đây chúng ta vẫn giữ nguyên nha, x nhân với 1,2 bằng, và chúng ta cộng cái này thôi, 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ, nhớ 1. 6 cộng với 4 bằng 10, 10 nhớ 1 bằng 11, viết 1 nhớ, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, nhớ 1 bằng 8, chúng ta đếm là 1 chữ số 2 chữ số 1 chữ số 2 chữ số, vậy thì kết quả sẽ là 8,13, hay x sẽ bằng 8,13. Rồi, và bây giờ tiếp theo này, ta sẽ chuyển cái 1,2 sang đây. Trước 1,2 đây là dấu gì? Dấu nhân. Vậy thì chúng ta chuyển sang đây phải là dấu chia, 8,13 chia cho 1,2. Đó, và chúng ta thực hiện phép chia này thôi. Đúng không? Chia đây, chia hai số thập phân cho nhau thôi. 8,13 các em chia cho 1,2. Và chia số thập phân này thì chúng ta phải tiêu diệt cái dấu phẩy. Để tiêu diệt dấu phẩy của số chia đó, thì chúng ta bỏ ở đây, thì số bị chia này chúng ta sẽ dịch chuyển một dấu phẩy sang bên phía tay phải. Đây là sẽ bỏ ở đây và đánh dấu phẩy. Như vậy giờ chúng ta sẽ là 81,3 chia cho 12, đúng không? Rồi giờ chúng ta sẽ lấy 81 chia cho 12. 81 chia cho 12 thì chắc được khoảng 6 lần thôi, đúng không? 6 2 12, viết 2 nhớ 1, 61 là 6 nhớ 1 là 7. 11 trừ đi 2 sẽ còn 9. 7 trừ đi 8, 8 trừ 7 còn 1, trả hết, đúng không? Rồi, để hạ được số 3 này là phần thập phân thì chúng ta phải đánh dấu phẩy sang thường. Đó, 93 chia cho 12, 93 chia cho 12 thì được khoảng 7 lượt. 7 2 14, viết 4 1, 7 1 là 7, nhớ 1 là 8, ta trừ tiếp. 13 trừ đi 4 thì còn 9, đúng không? 9 trừ đi 8 còn 1, trả là hết. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thêm một chữ số 0 để chia hết nha. 90 chia cho 12, 90 chia cho 12 thì cũng chỉ được khoảng 7 lần thôi. Ở đây sẽ là 84, ở đây sẽ là dư 6. 6 tiếp tục ta thêm số 0 nữa là 60, 60 chia 12 sẽ được 5 hết, và kết quả chúng ta sẽ là 6,775, được chưa? 6,775 đó, đấy, được chưa? Xong bài số 2 nhé. Và chúng ta cùng đến với bài số 3 nè. Bài số 3, một cái cửa hàng này tổng số người ta có là 600 bộ. 600 bộ đồng phục học sinh. Lần 1 người ta bán được 40% của cái tổng này. 40% của gì? Của 600 bộ nè. Đúng không? Đó, lần thứ hai người ta bán được bao nhiêu? 55% của, không phải của 600 nữa mà của cái số còn lại sau lần 1, đúng không? Đó, của cái số còn lại sau lần 1. Đó, vậy ta hỏi là gì? Cả lần 1 cộng với lần thứ 2 là được bao nhiêu bộ? Đó, vậy thì bài toán này chúng ta nhìn thấy giải rất là dễ rồi, đúng không? Ba này giải là xong thôi. Ta sẽ tính số quần áo lần thứ nhất bán được là bao nhiêu. Sau khi bán được bao nhiêu, chúng ta sẽ lấy cái số tổng này trừ đi cái số đó để tính được ra số còn lại. Tính được số còn lại, chúng ta sẽ tính được số quần áo của cái lần 2 này. Và được thì chúng ta sẽ cộng tổng của hai lần lại là xong thôi. Được chưa? Rồi, giờ thầy sẽ không hướng dẫn dài dòng linh tinh liên thuyên nữa. Các bạn mình nói nhiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nha. Số bộ quần áo bán lần thứ nhất là, số bộ quần áo bán lần thứ nhất là
Đó, đây thực ra là tính tỷ số phần trăm thôi, sẽ bằng 600 bộ này. 40% ta sẽ nhân với 40 thôi. Nhân với 40 được bao nhiêu? Chia cho 100. Đó, và khi chúng ta thực hiện phép này, chúng ta sẽ được kết quả là 240. 240 này đơn vị là bộ quần áo. Rồi, vậy lần 1 ta bán được 240 rồi. Lần 2, 55 số quần áo của lần 1. Vậy chúng ta phải tính được số quần áo còn lại sau lần 1 đã nha. Số quần áo còn lại sau khi gì? Sau khi bán lần thứ nhất. Đúng không? Sau khi bán lần thứ nhất là đó, chúng ta sẽ lấy 600 là tổng số đúng không? Trừ đi số bán được là 240 và chúng ta sẽ có kết quả bằng 360 bộ quần áo. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ là sẽ là 55% của gì? Của 360 chúng ta vừa tính đúng không? Lần 2 là 55% số còn lại của lần 1 thì chúng ta tính được ra là 360. Vậy thì tương tự như vậy chúng ta sẽ tính được đơn giản thôi. Số bộ quần áo lần 2 bán là số bộ quần áo bán lần thứ hai sẽ là bao nhiêu? Ta sẽ lấy 360 nhân với 55 được bao nhiêu, chia cho 100 và chúng ta sẽ tính được ra là 198 bộ nha, bộ quần áo. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tính được cả hai lần số bộ quần áo lần thứ nhất và lần thứ hai bán là. Ta chỉ việc cộng tổng lại thôi. Lần thứ nhất là bao nhiêu? 240 bộ cộng với lần thứ hai là 198. Rồi, cộng hai này lại chúng ta sẽ được là 438. Rồi, 438 bộ quần áo. Bộ quần áo. Và đáp số 438 bộ quần áo. Rồi, như vậy thì đến đây thầy và các em đã thực hiện xong cái bài số 3 nha. Và các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè nha. Rồi, tạm biệt các em.